Bây giờ Hằng sẽ ăn cái tép chuối cả nhà. Đây là cái tép chuối này. Hằng quay cho cả nhà cùng xem nhé. À, đây là cái tép chuối. À, cả nhà. Cái nếp nó dẻo. Còn cái chuối này nó ngọt. Cái chuối nó ngọt. Ngon cả nhà ơi. Ăn món lòng xào dưa này với lại là bánh tét nhé cả nhà. Đây là bánh tét này, bánh tét thịt với lại là bánh tét chuối nhá. Bây giờ thì ăn hai cái món này là đúng vị rồi cả nhà này. Hằng cắt được một ít này, xong rồi vào hằng rửa sạch sẽ rồi mình phơi tàu tạo một tí nữa xong rồi mình muối cả nhà hết. Ở vườn đấy hai con vườn đâu kia nữa. Đây là rau cải nha cả nhà. Đấy, sau khi Hằng cắt một ít và phơi rửa sạch và phơi nó tẻo rồi cả nhà này. Bây giờ Hằng sẽ cắt nhỏ ra để muối nha cả nhà. Bây giờ Hằng sẽ cắt nhỏ ra để muối. Rồi nha cả nhà, bây giờ Hằng sẽ cắt nhỏ ra này. Hằng sẽ cắt nhỏ ra để Hằng muối. Hằng nấu nước pha đầy đủ rồi. Bây giờ Hằng sẽ cắt nhỏ ra nhá. Đấy, rửa sạch sẽ rồi phơi khô rồi. Bây giờ bởi vì mình muối mình ăn cái Hằng làm mà rất là đơn giản. Ôi xong cuốn nó bỏ một cái con xe vô rồi đấy ha. Hằng sẽ cắt. Cắt mùi suối mùi tự nhiên ấy. Thằng cu nhỏ nhỏ nó ra nó nghi cái cả nhà ơi. Đấy, đấy cu chú ạ. Đó, đấy, cái nhỏ nhỏ đó. Ý cho mình tắt cái này một cái. Đấy, đấy, bàn tay của mình có muối có đẹp hay không ấy. Đấy, nên chưa giảm mà giảm cắt rất nhiều. Đó, bây giờ là Hằng cái nước đấy là nước đã phá rồi nhá, muối phải đưa Hằng phá rồi. Bây giờ là Hằng sẽ chỉ rót vào. Thì bây giờ là mình cũng đợi nhá cả nhá. Bây giờ thì mình cũng đợi xem kết quả xem thì là 2-3 ngày sau là cái cái muối dưa này nó có vàng giòn ngon không cả nhà nhá. Bởi vì nói chung là lần đầu tiên Hằng cũng chưa biết chưa giảm muối nhiều với cả nhà, nên Hằng chỉ cắt thử vào muối trước xem như thế nào nhá. Bây giờ mình cũng chưa kết quả nhá cả nhà. Đây là lòng non nha cả nhà. Sau khi được Hằng rửa sạch này, cắt nhỏ này, bây giờ thì mình sẽ đem ra mình chế biến. Tại cái thì do Hằng muối con rất sớm nha cả nhà, mà cái đấy là hơi nôn nên Hằng mới muối con được sáng ngày thứ hai thôi, nên là nó cũng chưa được vang lắm, nhưng mà thôi kể mình đem ra mình xào trước tất cả nha. Đấy, mình sẽ phi tỏi ớt băm tỏi ớt xong bắt đầu mình sẽ cho cho lòng non vào sao. Bây giờ mình sẽ đào cái đợt lòng này nhé cả nhà. Ớt này, tỏi này, nghe dễ mới thơm. Cho nó sẵn sàng đi ra, mình cho nó chịu bắt đầu mình sẽ cho cái vào nhé cả nhà. Bây giờ là nó cũng chín, nó xuống được xin xịt rồi cả nhà. Bây giờ Hằng sẽ cho cái cải vào này, cho cải vào nha cả nhà. Cải thì Hằng muối nó còn hơi xanh nhưng mà hơi xanh thì không sao cả nhà, bởi vì mình xào nên Hằng sẽ đào đi. Bây giờ Hằng sẽ cho rau hành này, rau ngò với lại chiếu vào nha cả nhà. Xong rồi mình sẽ cho rá dừa để thưởng thức nha cả nhà ơi. Để mùi thơm rồi. Món quá. Thì đấy là đã hoàn thành một món xào dưa nha cả nhà. Hằng chỉ cho tiêu rất là nhiều. Mình ăn được cái nên mình cho tiêu. Bây giờ thì mời cả nhà thưởng thức cùng với Hằng nhá. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Camilla Hằng GB, cuộc sống thôn quê ở Nhật. Cả nhà ơi, hôm nay thì thời tiết đã cũng khá là ẩm, bởi vì Hằng bây giờ cũng đang ngồi ở ngoài sân, đang là buổi trưa nên là thời tiết nó cũng khá ẩm. Kính chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc. Chúc mọi người ngày nào cũng luôn luôn tràn đầy năng lượng và có những cái bữa ăn thật là ngon. Rồi hôm nay thì
sau một thời gian mà được trồng rau cả nhà ơi, trồng rau cải cải dứa, cải dứa cải mũi dứa của Việt Nam thì nói chung là rau nó đang rất là non, nhưng mà hàng cắt bớt trước cái một ít để mà muội muội thử xem thế là hàng muội có được không này. Cái thứ hai nữa là nôn nao và thêm cái món lòng xào dưa nên hôm nay hàng làm mà một giờ rất là to để ăn, bởi vì nói chung khá lâu rồi mình chưa được ăn nên là hôm nay có cơ hội, vừa là có cái lòng non, vừa có cái báo tử và vừa có cái rau ở vườn mình từ tay, nói chung tất cả mọi thứ là đều mình từ tay làm, mình từ tay mua thì nó sẽ ngon và an toàn hơn. Còn đây là bánh tét, tất cả nhà, bánh tét chuối này, bánh tét chuối và bánh tét thịt nhân đậu xanh và thịt. Còn cái hong hong tím tím đây là bánh bánh tét chuối này cả nhà, cái này là hàng mua của cái chị gái miền Tây chia từ gọi. Cái đấy là cái bánh tét này hình như là chỉ có ở miền Tây thì phải, ở miền Trung hàng thì không biết bây giờ như thế nào, chứ ngày xưa hàng không thể gia đình nào gọi, hầu hết là những cái bánh này là ở miền Tây người ta gọi rất là ngon, rất là nổi tiếng. Thì hôm nay là hàng sẽ ăn kem cái bánh tét, ăn kem với lòng xào dưa, dưa xào lòng, nó rất là ngon và rất là hợp. Đây là cả nhà, hôm nay là hàng sẽ ăn xem thì là cái bánh tét thịt hoặc là cái bánh tét chuối này là hai cái bánh nào là sẽ ngon hơn nha cả nhà. Còn đây là một cái dừa rất là to. Đây là dừa rất là to, đây là lòng xào dưa, dưa xào lòng ấy cả nhà. Đây, do tất cả là đều do từ tay hàng làm hết, từ tay hàng muội và từ tay hàng làm. Bây giờ thì xin phép cả nhà, mời cả nhà cùng ăn với hàng nha, xem thế là cái vị nó sẽ như thế nào. Bây giờ hàng sẽ ăn thử trước cái món món dứa nha cả nhà. Xin phép mời cả nhà ăn cùng với hàng nha. Đấy, rất là to. Hàng muối hàng cắt khá dài, bởi vì mình muối đó. Đấy, hàng xin phép ăn mảnh dứa này. Cái đấy hàng bò lúc sau hàng cho ớt rất là nhiều, cho ba quả ớt trái với thêm tiêu cũng khá rất là nhiều với cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng với hàng nha. Đấy, hàng xin phép này. Ngon. Cái các bạn nhé, ăn nha mấy ớt. Cái đấy là cái lòng này cả nhà. Hàng sao kem với cái bao tử nữa ấy cả nhà. Lần này hàng có kinh nghiệm nên là hàng sao cái bao tử, hàng cắt cái bao tử rất là nhỏ, nhưng mà vụn gì đó cái bao tử nó vẫn rất là dai cả nhà. Đây là cái bao tử hàng cắt nhỏ này, cái bao tử hai con gọi là cái dai dai ấy cả nhà. Đây là cái bao tử này. Đây là cái lòng nó này. Ngon quá. Món này là ăn với cơm nóng ấy cả nhà hí. Cái đây ăn với cơm nóng mà kem bánh tét thì ngon. Cái dư âm, cái hương vị của Nga thì nó sắp đến luôn hết cả nhà. Cái món ấy là ngon mà nó gần gũi với thôn quê ở nhà mình ấy, vừa ngon vừa dễ làm với cả nhà hết. Ngon quá nhỉ. Ăn cái da dày này. Hãy
dài dài á, nó hơi hơi dài một tí nên mình cố gắng mình nhai kỹ một tí. Người Nhật á, cái lông này hầu hết là họ ăn đâu cả nhà ơi. Họ làm con lừa trong họ bò chỉ có người nước ngoài thôi. Người Việt mình hoặc là người Trung Quốc hay là người Phi hay người Brazil ấy. Người ta ăn nhưng người Nhật ra cái lông này hầu hết là người ta không ăn. Ít lắm. Nói chung là về nội tạng ấy cả nhà ơi, về nội tạng của cả cái động vật ấy hầu hết là người Nhật người ta không ăn, hầu hết là không ạ. Món quả cả nhà. Giờ thì Hằng sẽ ăn qua cái miệng tép thịt. Đây là cái miệng tép thịt đấy nha cả nhà ơi. Hằng cay cho cả nhà cùng xem này. Đó. Đây là cái miệng tép thịt này. Dèo ngon, thơm, thơm cái mùi đầu. Nó mặn mặn rồi nó dễ ăn. Cái bánh tét bánh tét chuỗi thì nó có vị ngọt, chắc là vị ngọt của chuỗi cả nhà. Còn cái tép thịt này á, cái nhân của nó vừa vừa nó mặn mặn là chúng là mùi mùi cái bánh á, cái vị nó khác nhau. Cái rau muối cả nhà, cái rau muối nó thơm, rau ngò, cái rau ngò thì chắc là một số miền thì gọi là rau muối, nhưng mà quý Hằng gọi là rau ngò, mùi ngò đó cả nhà, ngò thơm là ngò gái đó. Đấy, ăn là ngon đấy cả nhà ơi. Ngon thật sự cả nhà. Cả nhà ơi này. Phải nữa. Có cơm mà nhưng mà lòng chắc bỏ cơm rắn hợp. Cái đấy mà cái bắp cải này nó chiếm cái cái muối này nó cũng như nó được nhiều mỏi đấy cả nhà hí. Dạo cái cải này là phải dùng nấu canh chua cũng được này. Sao với thịt ba chỉ cũng ok này. Sao long cũng ok này. Nấu canh chua này hoặc là mình thải nhỏ ra để mình làm cơm rán ấy, cho một tí dừa cải cũng ngon này. Nói chung là dừa cải làm được nhiều món phết á. Ăn nhau được đâu. Hằng cảm giác mà cái miệng ướt. Ngon này. Mọi người nhìn này, hằng bỏ tiếng mà.
Không bỏ cái tiêu này. Mọi người thấy không? Nhưng mà sao cái món đấy là phải có tiêu cả nhà nhỉ? Nói chung là có cái cái là ngon, cái chín rượu. Mình sao cái chim mà. Nói chung là riêng với cái món xa ăn dân dã ấy, những cái món mà nói là những cái món mà là trong chuột cái dạng giống nhà hàng ấy, kiểu giống nhà hàng là hiện đại ấy, đẹp trưng bày đẹp ấy, thì mình nói nha, nhưng mà dường vị giống như ăn bún hay ăn phở, mấy cái món mà là truyền thống đặc sản của Việt Nam mình ấy, hoặc là những cái món ăn mà dân gian dân dã mà đặc sản của mỗi tỉnh riêng ấy, đặc biệt là ở tỉnh của hàng thì cái món xào hoặc là khó còn cả khó cái miền thịt chứ mà nó xinh xịt, nó đặc biệt là nó phải có cái vị cay, nó sẽ đậm đà và nó sẽ ngon hơn. Mọi người biết không, vì có những cái khi mà hăng làm chỉ hăng thêm ấy, là hăng sẽ từ nấu những cái món ăn dân dã, hay còn gọi là những cái món ăn gọi là món ăn mang đậm bản sắc quê hương quê nhà mình á, gọi là những cái món ăn mà dân dã là hăng ăn mình thôi, còn trong hăng với mấy đứa nhỏ là thiên ăn, chỉ có hôm nào mà ví dụ như hăng nấu cái món gì mà có nói gì con bé gái thì nó không nói, nhưng mà hai cái bé trai thì chắc chắn đang ăn rồi, là bé thì cũng ăn rồi, nhưng mà hôm nào mà mình hăng nấu cái món gì thì cả gia đình cũng ăn cái món nhất rồi đó. Chứ còn những cái món gì mà cay như kiểu như thế này mà rau đặng đặng ra thì hầu hết là không ăn, bé hăng ăn, hăng cũng ép nó gường câu á. Ngon quá cả nhà ơi, ngon, nhưng mà anh có ăn cái bánh tét chuối này nè ở nhà ơi, ăn cái bánh tét chuối này nó ngọt ngọt, xong rồi mình ăn qua cái bánh tét đồ nó mặn mặn, hai cái vị nó khác nhau. Không à, ăn qua cái dưa này nó cay cay nữa, ngon, làm miệng quá ngon đấy cả nhà. Cái món này mà nói long xào dưa này thì hồi nhỏ hăng cũng ít khi được ăn đấy cả nhà, bởi vì lúc có long thì lại không có dưa cài, lúc có dưa cài á thì lại không có long, mà ở quê hăng ví dụ như đi chợ ba mẹ hoặc làm bữa gì làm cái món từ long á là chỉ có tranh thủ là hấp luộc rồi mình chậm mình ăn thôi, chứ nói là để mà đi mua long mà sao mà cái món này thì chắc bây giờ là có, chứ còn ngay trước năm trở về trước thì hầu hết là hàng tháng chưa được ăn. Chỉ có là mình kể cả cái thời sinh viên hàng đi học cùng vậy, cùng đi ăn cơm ở ăn quán ấy, thì hầu hết là cũng có, thi thoảng là có cả nhà, là có, là mình mua mình xem mình là mình ăn kèm, chứ còn mà nói ở ở nhà thì hầu hết là những cái chị ta mẹ hăng chưa nấu, bởi vì là ngày xưa là hầu hết là có cái lòng ấy chưa, là tránh thủ để nấu cháo lòng này hoặc là để làm những cái món khác, thì hầu hết là chưa sao chưa làm chưa nấu cái món này, chủ yếu là ngày hàng như là mẹ hăng hay nấu đó là cái dưa cá này, là ở nhà là hay chủ yếu là sao với cái thịt ba chỉ, con nó để sao với long thì hằng chưa thấy, chưa thấy cả nhà. Chắc bây giờ nó cũng có nha, món nó chắc mới thịnh hành thôi, nó chủ yếu là ở nhà hằng ấy, mà mẹ hằng hay làm đó là món dưa cá này là sao với thịt ba chỉ.
đấy là cái miệng cái da dây cả nhau, hai con gọi là cái bao tử, nó là dai, không chảy cả nhau. Ăn nó thì được, còn chịu mà. Đó. Mình mình sao á, làm mọi gì không vậy? Có nghĩa là mình canh được cái giá vị mình nấu này, mình canh được cái giá vị mình nấu nội rồi mà mình nếm nếm ấy theo cái khẩu vị của mình. Nên đâm ra nó cũng cũng dễ cả nhà ơi. Anh em nhớ thật là mà ơi. Ôi. Để hăng hăng ạ. À. Đây 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 đây. Mọi người thấy không? Cái ớt đây 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 đây. À. Cái ớt này ớt xanh nhưng mà ớt da rồi nó cay cả nhà. À. Điệt óc luôn ạ. À. Điệt hai cái lưu thái luôn. À. Miệng cay. À, cay quá. Rồi. Nó bao xanh cả nhà đấy. Nó cuốn ở trong à. Nó cái rau cái miệng này đây cả nhà. Đây đây. Đây. Ăn ra mẹ nó cái. Cũng ngon đấy cả nhà, cũng ngon. Nhưng mà nói chung là Hằng là xin phép tâm tư với cả nhà một tí, thì nói chung là cái món này thì chắc chắn là nó sẽ không lạ với tất cả người dân Việt Nam mình rồi. Không, đặc biệt là mình nghĩ chắc cái món ở thành phố hay là nông thôn chắc chắn là ai cũng đã được ăn rồi, và ăn rất là ra nhiều rồi. Chỉ làm ăn cái này mà giống thì mình dùng để mình ăn cơm bữa nó cũng ngon đấy cả nhà. Ăn là ăn rất là đưa cơm. Trời nóng thì hăng nói, nhưng mà trời mà lạnh lạnh thì sẽ lạnh ấy, là ăn cái món này đúng là đúng bài đúng vị luôn. Đấy thì vừa ngon này vừa dễ làm này, mà hàng nghề cũng giá thành nó cũng rẻ đó cả nhà hết, chứ nó cũng cũng không không đắt đấy. Chuyện đôi khi là cuộc sống nó hiện đại quá đó, chúng ta lại muốn quay trở về với cái thời ngày xưa. Đôi khi ở nông thôn nó vất vả là vậy, nhưng mà mọi người thấy hàng sẽ cảm giác nó rất là bình yên cho cả nhà. Nói chung mình không không bôn ba, không không gánh thì không phải là chạy đua về cái cuộc sống nơi thành phố ở nơi quê đây. Nói chung là cũng có những cái nó vất vả, nhưng mà mình cảm giác cái cuộc sống ở đây nó khá là bình yên. Nói chung là nó không ồn ào, nó không mặc dù có những cái nó không bắt nhịp với thành phố, nhưng mà với cái tâm tuổi của Hằng thì nói chung là ngày xưa thì mình cũng đi làm thuê làm mượn rất là nhiều rồi. Mình cũng trải qua thời kỳ sinh viên nơi công dân, nói chung là cũng trải qua cũng khá nhiều cái thời kỳ, nói chung là vất vả. Bây giờ cái độ tuổi bây giờ là mình thì mình lấy chồng rồi, mình sinh con rồi, mình có con rồi, đến cái tuổi này là mình thích ở quê làm đúng hơn. Hơn là đi làm công ty bốn chén rồi tất cả là mọi thứ chắc là chỉ có bản thân Hằng là nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà trải qua nhiều vất vả rồi bón chén với cuộc sống thì Hằng cảm giác mình vẫn thích ở quê hơn đấy cả nhà. Nó trồng trồng rau nó cũng vất vả, nhưng mà nó bình yên, nó khá là bình yên. Nó mình không phải bón chén, mặc dù là cái công việc của mình nó không cao sang giống như là một số người làm công ty hay là những cái công việc nó sang chảnh, nhưng mà đối với Hằng thì Hằng cảm thấy nó mãn nhàn. Nói chung là không phải là 100%, nhưng mà nó cũng chiếm mà tầm 70-80% là gọi là cái khả năng thích thú và thích nghi. Nói chung là
cảm thấy vừa đầy và đủ đối với Hằng. Với cái cuộc sống hiện tại, Hằng vẫn thích sống ở quê hơn. Thỉnh thoảng gì mình thèm những cái món ăn của Việt Nam thì giống như mình tự trồng, rồi là mình tự làm, mình tự chế biến, mình tự ăn. Đấy, nói chung là không phải nhất thiết là gì cứ về Việt Nam mà sẽ có món Việt Nam, mà ngay cả mình ở xa xứ, mình ở bất cứ nơi đâu, miễn sao là mình muốn ăn thì bây giờ nó rất là dễ, nguyên liệu nó cũng rất là dễ. Mình về mình tự chả, mình tự chế biến nó cũng rất là ngon. Không phải nhất thiết phải cứ ở nước ngoài hay cái làm cái gì, lúc nào chúng ta phải cứ vào những cái nơi là gì nè, nhà hàng sang chảnh hay là cái món ăn sơn hào hải vị. Không nhất thiết phải như vậy. Nhưng trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải ăn những cái món dân dã như thế này, nó cảm thấy nó rất là ngon, nó rất là nó làm cho mình cái cảm giác nó mình bực nhớ cái quê hương hơn. Thì cái video của Hằng hôm nay đến đây là hết rồi. Một lần nữa thì Hằng cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã và đang luôn đồng hành ủng hộ và xem kênh YouTube của Hằng là kênh Camilla Hằng GB Family, cuộc sống thân quê ở Nhật. Một lần nữa kính chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc, một ngày mà luôn luôn may mắn, và chúc cho mọi người lúc nào cũng tràn đầy cái năng lượng tích cực để mình có một cái sức khỏe tốt, để cho cái cuộc sống của mình nó vui tươi và nó sẽ tốt hơn. Một lần nữa mọi người nhớ xem video, ấn like, ấn bấm đăng ký và ủng hộ kênh của Hằng để cho kênh của Hằng ngày càng phát triển, để cho Hằng có cơ hội và có điều kiện để gần gũi hơn với tất cả mọi người, để có cái cầu nối để giao lưu, học hỏi và trò chuyện với mọi người được gần hơn. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những cái clip phía sau của Hằng và gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Bye bye.